Ok, hello, xin chào anh em. Mình là Hoàng của thiết bị dụng cụ điện Thanh Trúc ha. Đây, dụng cụ cơ khí Thanh Trúc. Địa chỉ bên mình sẽ là 200B đường Bến Thang, Hòa Phú, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại anh em có thể liên hệ là 0938 443 và 479. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu thùng đồ nghề của Dewatt ha. Thì đây là cái dòng lắp ghép nha anh em. Nó sẽ nằm trong cái hệ sinh thái lắp ghép là Tools sai tầm 2.0 nè. Thì những cái hệ này thường thường á, Dewatt sẽ có hai cái hệ, một cái hệ T sắt và một cái hệ Tools sai tầm 2.0. Thì nếu anh em mua những cái hệ mà Tools sai tầm 2.0 nè, anh em mình có thể lắp ráp được như thế này ha, trong một bộ như thế này. Đây là một thùng ba cái. Thì đây là những cái thanh nè, anh em có thể lắp ráp nhanh vào và sử dụng ha. Rồi, mình sẽ review chi tiết luôn. Thì ban đầu là cái thùng mà anh em có thể đựng những cái thứ nhất là ốc vít nè, những cái bộ phận mà nhỏ nhỏ hoặc những chi tiết nhỏ anh em mình thể đựng trong cái thùng này. Rồi, mình sẽ mở ra cho các anh em xem luôn. Thì ở trong đây thì cái thùng này thì mình đã sử dụng rồi nha. Ở trong đây thì nó sẽ có hai cái ngăn nhỏ như thế này. Anh em mình có thể để những cái đầu tiếp, khẩu tiếp vào đây ha, những đồ vật linh tinh nhỏ nhỏ, ốc vít đồ ở trong hai cái ngăn này ha. Và hai cái ngăn này anh em mình có thể linh động đem ra được. Và cái khoảng trống này anh em mình có thể để một số đồ dùng điện hoặc là đồ nghề vô đây cũng được ha. Và điều quan trọng của những cái thùng đồ nghề Dewatt này á, thì nó sẽ có những cái đường ron nè, và nó sẽ có tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước lên đến 65 nha anh em, PS lận. Đó, đây là thùng đầu tiên ha. Và cái thùng này sẽ có giá là 1.443.000. Đây, khóa này là khóa kim loại luôn nha anh em, rất là chắc chắn nha. Toàn bộ này là chất liệu là nhựa ABS hết nha anh em, nhựa có thể chịu lực nha. Rồi, đến một cái mẫu thùng thứ hai. Thì cái mẫu thùng thứ hai này sẽ có cái thước to nha anh em. Nếu mình để mình đo cho anh em khoảng là 2.5 tay á, là khoảng rơi vào khoảng 4 tấc mấy anh em. Cái thùng này bên trong nó sẽ có một cái hộp ngăn chứa rất là to ha. Và thứ nhất, nếu mà anh em cần những cái thùng mà như thế này, bên mình đều bán lẻ cho anh em nha, chứ không phải là bán nguyên bộ. Đây, anh em xem bên trong. Thì thiết kế như có những cái thùng Dewatt á, thì nó sẽ có một cái khay nhỏ như vậy ha. Nó không có cái khay tràn hết của cái thùng, nó sẽ có một cái khay nhỏ này cho anh em đựng những cái đồ vật nhỏ nhỏ bên đây. Thì phần bên trong này, một cái khung trống rất là rộng, anh em mình có thể đựng được những cái máy móc nè, những cái đồ nghề lớn lớn, búa đồ này kia ha, trong cái này rất là tiện ha. Thì cái hệ sinh thái của Dewatt này, Dewatt này trong cái hệ Tools Titan 2.0 á, thì những cái thùng này rất là lớn, anh em mình có thể dùng trong cái ngành như là công nghiệp ha. Anh em đi sửa chữa bảo trì ở những cái nhà máy xí nghiệp á, hoặc là những anh em làm trong nhà máy xí nghiệp á, có thể xài những cái thùng lớn như này để mình có thể kéo tới kéo lui để đi bảo trì trong công ty rồi ha. Và cái thùng thứ ba và cái thùng cuối cùng thì nó sẽ thiết kế như là một cái vali kéo nha anh em. Đó, khoảng này sẽ có hai cái bánh xe, thì hai cái bánh xe là rất là mượt nha anh em. Có một cái khoảng ở đây để anh em mình đạp hoặc là mang đi ha. Rồi, và trong cái thùng này á, nó sẽ có một khoảng chứa đồ rất là rộng. Đây, rất là rộng nha anh em. Đó, cái này là anh em tha hồ để những cái vật dụng mà máy móc linh tinh rồi này kia ha. Và nó sẽ có chuẩn kháng bụi kháng nước là IP65 lận nha, là rất là cao. Nên nó thiết kế những cái đường ron này anh em nhìn nè, nếu mà anh em đóng kính lại á thì nó sẽ ăn sát vô đây luôn. Và mình khóa lại, chống nước tối đa luôn ha, rất là tốt ha. Rồi, với cái tay cắm, tay nắm này á, tay nắm này anh em mình có thể kéo xuống tới đây nha. Nó không có kiểu mà nó kéo xuống hết ha, nó sẽ có nằm một cái khoảng ở đây. Thì cái khoảng này nó sẽ dư ra khoảng là tầm một gang mấy tay á. Và mình sẽ báo giá lại luôn ha. Đối với cái thùng mà xe đẩy kéo này á, thì giá nó sẽ là 3.2 triệu nha anh em. 3.2 triệu cho cái thùng này ha.
Và cái thùng chung, cái thùng lớn hồi nãy á, mình chưa báo giá là giá là 1.580.000. Và cái cuối cùng là cái thùng, cái thùng nhỏ ở đây là sẽ có giá là 1.443.000. Và khi anh em cần liên hệ hoặc đặt hàng á, anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng bên mình ha, số 200B đường Bến Thang, Hòa Phú, Củ Chi. Và anh em có thể liên hệ cái số điện thoại bên trên luôn, 0938 443 479 hoặc là 0937 660 479. Xin chào anh em, hẹn các anh em ở những cái clip tiếp theo.